Hương Trà này là nó có một cái biển hải dương. Đấy, phá tam giang trước mặt rồi ba, đó. Đấy, à, đúng rồi, đây là phá tam giang rồi, đúng rồi đấy. Đá dài trước mặt vậy đó, nó chảy ra biển Thuận An. Dạ. Chiều trên phá tam giang đó. À, chiều trên phá tam giang 23. Trường Thiền Thánh đó. Sao quên rồi. Chiều trên phá tam giang, anh chợt nhớ em. Chợt nhớ em. Anh mới là được mà. Muốn chứ. Đến bất tận em ơi, em ơi. Tìm ra là biết nữa, anh tìm ra bài đó đó. Ngoài nữa là biển. Đúng rồi. Nó cắt cái dòi, ngon băng qua cái ngọn đó là biển. Cái ngọn đồi cát đó. Trường Thiền Thánh cao về lên Thanh Lan đó. Chưa phải Thanh Lan. Đó Thanh Lan hay ta? Thanh Lan. Thanh Lan khẳng định rồi. Quay đập đánh vô cái bài này liền. Đó, thấy chưa?